Lưu ý, đây là video tiểu thuyết ghép ad, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Video sẽ tập trung vào tính cách nhân vật, phân tích cốt truyện. Nếu các bạn thấy hay hãy subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi tập mới hàng ngày nhé. Một lão đầu mắt nhỏ híp mắt đi tới, nhìn qua là người phố phường phổ thông, hắn vừa thấy đám người thì nhịn không được toàn thân run lên, thiếu chút nữa quỳ xuống. Tuy mỗi người nguyên lực nội liễm, cũng không có toát ra uy hiếp, nhưng mà đều là kẻ phong vân một cõi, cho nên lão đầu vừa tới vô cùng run sợ. Chữ Khả Vân nói, ngươi có được tin tức, Tiêu Tức Thông nói, đúng là tiểu nhân, cả thành Vĩnh Tương này các con đường tin tức không ai linh thông bằng ta. Chư Khả Vân nói, tốt, ta hỏi ngươi, chuyện thành Hồng Nguyệt mấy ngày trước, ngươi biết bao nhiêu? Tin Tức Thông muốn một hồi, nói, mấy ngày trước thành Hồng Nguyệt vì chuyện đường gia công tử đường tâm tổ chức hôn lễ, cưới vợ Khương gia nhị tiểu thư Khương Nhược Băng, nửa đường giết ra Lý Vân Tiêu làm dối, làm cho cả thành Hồng Nguyệt lâm vào hỗn loạn. Nghe nói, đây chỉ là nghe nói, chưa hẳn chuẩn xác. Hắn có phần lo lắng nói ra, nghe nói trừ trong thành Hồng Nguyệt ra, còn có rất nhiều cao thủ đến thành hồng nguyệt tham dự trận chiến thảm khốc kia không thiếu cường giả thánh vực cùng hóa thần hải và vương tọa võ đế đàng quang cũng xuất hiện ở đây không ít người đồn rằng còn xuất hiện các phong hào võ đế khác cũng không biết thật giả chứ khả vân gật gật đầu thầm nghĩ tin tức của tiêu tức thông này vẫn đáng tin cậy liền hỏi hiện tại thành hồng nguyệt thế cục như thế nào tiêu tức thông nói trận đại loạn này thế lực khắp nơi vì tranh đoạt lợi ích của mình mà đánh đập tàn nhẫn thật có thể nói là thiên băng địa liệt tục truyền ra tin tức phụ tử đường khánh ba người vẫn lạc trong đại chiến thế lực đường ra triệt để sụp đổ. Hắn nhìn mặt mà nói chuyện, phát hiện mọi người sắc mặt không có biến hóa, lúc này mới thở ra một hơi, tiếp tục nói, hiện tại thành Hồng Nguyệt đã bị thánh vực tiếp quản, nhảy ra hai gã thành chủ. Hai gã, Chữ khả vi nhướng mày, nói, có biết là người phương nào. Thân thể tư tức thông chấn động, có chút muốn nói lại thôi. Chữ khả vi nói, biết rõ cái gì, cứ nói đừng ngại. Tiêu tức thông nói, đây chỉ là tin tức mới truyền ra, bởi vì chuyện này mới có từ sáng nay, cũng không biết có chuẩn xác hay không hai người đều là cực kỳ ít trẻ tuổi tuấn tài vừa xuất hiện một người trong đó gọi là la thanh vân xem như một nhân vật còn có một vị phó thành chủ nhưng chưa từng nghe qua nhưng cũng có chút địa vị gọi là lý giật cái gì lý vân tiêu thiếu chút nữa sặc chết cả kinh nói lý giật ta không có nghe sai những người còn lại nhíu mày trước khi đi thành hồng nguyệt thì chưa ai nghe cái tên này thẳng đến khi thương rút mẫu khí của hắn bị hắn tính toán ngược hơn nữa nuốt mất một mảnh vỡ đạo quả mọi người mới biết được người này có thể là số một thiên võ giới không thể ngờ bị vi thanh phái đi nằm vùng tiêu tức thông cười hắc hắc vài tiếng nói đúng vậy đúng là lý giật chư vị đại nhân chưa từng nghe qua cũng rất bình thường nhưng mà lý giật cũng có chút địa vị nhưng mà danh tiếng bị che giấu mà thôi lý vân tiêu cau mày nói a à, nói xem tiêu tức thông nói lý giật này và lý vân tiêu đều xuất thân tư nam vực thiên thủy quốc theo tin tức tin cậy nói bọn họ còn là người một nhà lý giật thực lực gần đây cũng không tệ nhưng mà ánh mắt thế nhân đều đặt lên người Lý Vân Tiêu mà thôi. Người một nhà, mọi người đê á mắt cổ quái nhìn qua, nhao nhao nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu trên trán đổ mồ hôi lạnh, vấn đề này không tốt giải thích. Lý giật tuy là gian tế địch quốc phái tới, nhưng ở Thiên Thủy quốc thân phận thật là ngoại thích Lý gia, còn không chế Lý gia một thời gian ngắn, nói là người một nhà của hắn còn chưa đủ. Lý Vân Tiêu lau mồ hôi, ngượng ngùng nói, tình huống trong đó hết sức phức tạp, tóm lại không có quan hệ huyết thống với hắn. Tiêu Tức Thông sững sờ một chút, cổ quái nói, đại nhân, chuyện này ngươi làm sao biết? Lý Vân Tiêu phất phất tay, nói, nói tiếp chuyện của ngươi, đừng hỏi ta. Tiêu Tức Thông lúc này mới nói, tuy Lý Giật không hiển sơn lộ thủy, nhưng một thân thực lực cũng cực kỳ cường hãn, nghe nói lần này biến cố ở thành Hồng Nguyệt có yêu tộc đại năng xuất hiện, trang trợ đồ sát tộc ta, cũng chính Lý Giật đại nhân ra tay, đả bại một đám cường giả yêu tộc, lúc này mới thay đổi cả cục diện thành Hồng Nguyệt. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, một tên ác nhân như vậy biến thành anh hùng, có lẽ là Vi Thanh cố ý truyền ra tin tức chế tạo uy vọng và hình tượng cho Lý Dật, cũng thuận lợi đẩy hắn lên làm phó thành chủ thành Hồng Nguyệt. Lý Vân Tiêu gõ gõ cái chán, nói, vi thanh cho Lý Dật làm phó thành chủ, hơn phân nửa là kiềm chế La Thanh Vân, miễn cho hắn một người độc đại không tốt khống chế. Tuy nghe đồn là chuyện phiếm, nhưng Lý Dật trong trận chiến này có ý nghĩa trọng đại. Mọi người cũng khẽ gật đầu, nếu không có hắn ngăn cản thương, sợ rằng cả thiên hạ có một gã yêu tộc thần cảnh, khi đó nguy hại to lớn khó nói nên lời. Nói ra công lao của Lý Dật rất lớn, chứ Khả Vân nói, ngươi nói tiếp, còn có tin tức gì hay không? Tiêu tức thông nói, về Thành Hồng Nguyệt trên cơ bản không có. Ai, Thành Hồng Nguyệt cũng biến đổi bất ngờ, thời buổi rối loạn, vốn đánh tan hải tộc, cho rằng có thể an ổn. Ai biết lại có chuyện lớn này, đường đại lão gia tử cũng góp cả nhà vào, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể an định lại. Lý Vân Tiêu nói, Thánh vực cùng Hóa Thần Hải có động tĩnh gì hay không? Tiêu tức thông nói, Hóa Thần Hải không biết, nhưng Thánh vực xác thực có động tác lớn, chư vị cũng biết chuyện Nguyệt Đồng hay không. Trong lòng mọi người chấn động, trong mắt bắn hàn quang, lý vân tiêu nói nguyệt đồng như thế nào hắn thuận miệng hỏi lại không thể tưởng ngờ là hỏi mấu chốt tiêu tức thông bị bộ dáng mọi người làm chấn động một hồi mới hồi phục tinh thần lại thầm nghĩ những người này là nhân vật nào vì sao biểu lộ vừa biến hóa làm người ta kinh tâm động phách hắn nơm nớp lo sợ nói ra đoạn thời gian trước tương truyền nguyệt đồng phụ lên người một cường giả làm áp bốn phía thánh vực đã phái cường giả tiến đến vây quét lý vân tiêu cau mày nói thánh vực phái người vây quét nguyệt đồng ngươi cũng biết phái người phương nào nguyệt đồng ở đâu không Tiêu Tức Thông lắc đầu nói, cái này liền không biết. Lý Vân Tiêu lại hỏi mấy vấn đề, trên cơ bản không có đáp án, lúc này cho Tiêu Tức Thông rời đi. Sau đó mọi người lâm vào trong trầm tư, Trư Khả Vân vui vẻ nói, nếu như có thánh vực ra tay đối phó Nguyệt Đồng, chúng ta có thể bớt việc. Huyền Hoa nhìn Lý Vân Tiêu nói, ngươi thấy thế nào? Lý Vân Tiêu trầm tư nói, thánh vực đối phó thiên tư có hai vấn đề lớn, một là xem thánh vực hiểu thiên tư bao nhiêu, có thể nuốt trôi không, hai là có ảnh hưởng tới Nguyệt Đồng hay không. Trư Khả Vân cả kinh, nói điểm ấy ta không nghĩ tới nếu như thánh vực không để ý mà giết thiên tư muội muội ta nguy hiểm lý vân tiêu nói phải mau chóng tìm được thiên tư hắn lấy miếng ngọc bội ra xem vài lần tràn đầy phiền muộn la thiên nói đã như vậy chúng ta nên phát động tất cả lực lượng không nên cực hạn tại tinh nguyệt trai các thế lực thương minh trong thành vĩnh tương thuật tháp thế lực đều có lẽ điều động thôi huyền hoa nói la thiên nói đúng thương minh do ta đi một chuyến thuật luyện sư công hội ngươi đi phát động tất cả lực lượng tìm kiếm vị trí thiên tư có manh mối thì cùng đi mọi người đã thương định xong chỉ có kỳ thắng phong cùng khâu mục kiệt vẫn thờ ơ không quan tâm tới trước khả vân nói kế chính đức ngươi phái mấy người dẫn đường cho mấy vị đại nhân trong nội tâm kế chính đức thầm giật mình chỉ cảm thấy những người này càng ngày càng thần bí cuống quyết nói kỳ thật mọi người không cần tách ra làm việc hiện tại quyền quý toàn thành đang tập trung ở phủ thành chủ bởi vì có một vị thiên đại khách quý đang ở phủ thành chủ tất cả mọi người đi tiếp khách thiên đại khách quý tất cả mọi người sững sờ kế chính đức nói đúng là kẻ khởi xướng chuyện thành hồng nguyệt huyên náo xôn xao danh chấn thiên hạ nhân tài mới xuất hiện lý vân tiêu lý vân tiêu nói ngươi nói ai đang ở phủ thành chủ kế chính đức cung kính nói chính là lý vân tiêu đại nhân chữ khả vân nói nói rõ chi tiết đi là xảy ra chuyện gì kế chính đức vội hỏi vị lý vân tiêu đại nhân đến thành vĩnh tương vài ngày đòi cưới hai nữ nhi của thành chủ nghe nói sau chuyện thành hồng nguyệt lý vân tiêu đại nhân trong lúc vô tình đi ngang qua thành vĩnh tương đúng lúc trên đường nhìn thấy hai vị thiên kim của thành chủ xin lòng ái mộ cho nên đặt xính lễ cưới. Lý Vân Tiêu, ha ha, Huyền Hoa nhịn không được ôm bụng cười cười ha ha, nước mắt chảy ra, nói, chẳng lẽ người phủ thành chủ cũng không xác nhận xuống, cứ như vậy tin tưởng. Kế Chính Đức giật mình một chút, nói, như thế nào, chẳng lẽ có vấn đề sao? Đương nhiên là xác nhận qua, nếu không thành chủ đại nhân sao có thể một lần gả hai con gái cho hắn chứ? Lý Vân Tiêu lau mồ hôi, nói, xác nhận như thế nào? Kế Chính Đức nói, tình huống cụ thể ta không có rõ ràng lắm, nhưng nghe nói thành hồng nguyệt công chúa khương nhược băng đang ở bên cạnh hắn hơn nữa đồng ý hắn nạp hai vị thiếp nữ lý vân tiêu há to mồm mặt toát mồ hôi nói cho dù khương nhược băng ở bên người lý vân tiêu cưới vợ nạp thiếp có liên quan gì tới nàng kế chính đức sững sờ cười hắc hắc nói đại nhân đương nhiên là có quan hệ lý vân tiêu yêu khương nhược băng quá sâu đã tới mức không để ý chuyện khác nếu không ngươi cho rằng hắn sẽ mạo hiểm chọc ra chuyện lớn ở thành hồng nguyệt như vậy hiện tại ngay cả cha con đường ra đã chết hắn cũng ôm mỹ nhân rồi ha 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 Huyền Hoa không ngừng cười ha hả. Những người còn lại mỉm cười, bộ dáng hiểu ý. Lý Vân Tiêu lau lau đổ mồ hôi, nói, đã yêu sâu như vậy, vì sao phải nạp thiếp? Hắc hắc, kê chính đức thần thần bí bí cười nói, nam nhân mà, tất cả mọi người hiểu mà. Ha ha, hiểu, hiểu, chúng ta đều hiểu. Huyền Hoa cười ha hả, vỗ vỗ vai Lý Vân Tiêu, nói, đi, cùng đi xem Lý Vân Tiêu danh chấn thiên hạ nạp thiếp. Kê chính đức nhanh chóng chuẩn bị xuất phát, Lý Vân Tiêu vẻ mặt phiền muộn. Kỳ Thắng Phong đứng dậy, mở miệng nói, làm chuyện phiền chán ta liền không đùa nghịch với các ngươi như vậy từ biệt lý vân tiêu đừng quên chuyện ngươi đáp ứng sắc mặt huyền hoa trầm xuống trực tiếp ngăn trước người hắn nói muốn đi sợ không phải do ngươi rồi kỳ thắng phong cười nhạo nói ta muốn đi các ngươi ai ngăn được tiểu tử chớ ở trước mặt ta đùa nghịch ngươi trong lòng mình hiểu rõ các ngươi tối đa chỉ lưu được bạc vũ kình nhưng mà cũng phải trả giá thật nhiều liễu phỉ yên ung dung nói kỳ đại nhân có chuyện gì gấp như vậy chuyện thú vị như thế chẳng lẽ không muốn đi sao Kỳ Thắng Phong cười nhạo nói, "Thú vị, bổn tọa vì sao cảm thấy thú vị? Chỉ là xác quỷ giả mạo Lý Vân Tiêu đi lừa gạt pháo mà thôi." "Phun, Kỳ đại nhân nói thật khó nghe." Liễu Phỉ Yên trên mặt ửng đỏ, đầy giận dỗi. "Ha ha, sâu sắc." Huyền Hoa cười nói, "Nhưng mặc dù không nhìn lừa gạt pháo, cũng đi không được. Nếu cảm thấy không thú vị, liền theo ta trở lại Hóa Thần Hải đi." Kỳ Thắng Phong lạnh giọng nói, "Tiểu tử, muốn dẫn ta đi, bảo lỗ thông tử tự mình tới còn không kém bao nhiêu." Khí thế trên người hắn tỏa ra cả đại sảnh đất dung núi chuyển gạch ngói vỡ ra dường như tùy thời sẽ tan vỡ sắc mặt huyền hoa lạnh như băng hiện ra vẻ mỉa mai đột nhiên liễu phỉ yên nói đều dừng tay huyền hoa nhướng mày nhưng vẫn thu liễm không có ra tay kỳ thắng phong thu khí thế lại nói cô gái nhỏ ngươi muốn nói cái gì liễu phỉ yên nói kỳ đại nhân đi cũng được nhưng ít ra cũng lưu cho chúng ta chút gì đó chứ như vậy để chúng ta đi hóa thần hải báo cáo kết quả công tác lưu cái gì ngươi nghĩ muốn cái gì Kỳ Thắng Phong lạnh lùng nói, hẳn là một cánh tay hai chân của ta chẳng hạn. Liễu Phỉ Yên cười nói, tự nhiên không dám, ta chỉ muốn một câu của Kỳ đại nhân, một hứa hẹn, đại nhân chọn thời gian cho mình đến Hóa Thần Hải. Tất cả mọi người nhớ mày, dùng thân phận của Kỳ Thắng Phong đi Hóa Thần Hải, đây không phải tự mình đưa tới cửa sau. Kỳ Thắng Phong lạnh giọng nói, cái này, lời này ngươi cũng dám nói. Liễu Phỉ Yên cười nói, Kỳ Thắng Phong đại nhân có ý tái nhập thiên hạ, sớm muộn cũng phải tới Hóa Thần Hải. Nghĩa phụ chỉ muốn gặp gỡ đại nhân mà thôi, chẳng lẽ đại nhân chút dũng khí này cũng không có sao tốt cho phép khích tướng bổn tọa không bị ngươi kích nhưng hứa hẹn có thể cho ngươi kỳ thắng phong trầm ngâm nói nửa năm nửa năm sau ta sẽ đích thân tới hóa thần hải tìm lỗ thông tử tìm tất cả của ta nửa năm huyền hoa tức giận ai có thể chờ ngươi nửa năm nửa tháng không sai biệt lắm liễu phỉ yên nói tốt vậy dùng nửa năm đi ta sẽ chuyển cáo chuyện này cho nghĩa phụ nửa năm sau hóa thần hải chờ đại nhân đại giá quan lâm huyền hoa cả kinh nói phỉ yên việc này quá mức trọng đại, không thể dễ dàng làm chủ. Liễu Phỉ Yên cười nói, ta cũng không dễ dàng làm chủ, ta đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Nếu như Hóa Thần Hải còn không chờ được kỳ đại nhân nửa năm, hiện tại mang kỳ đại nhân trở về thì có thể làm gì? Huống hồ nghĩa phụ sở cầu là bàn việc, cũng không phải là xung đột vũ trang. Ha ha, cô gái nhỏ có ý tứ, có phách lực. Kỳ Thắng Phong khen, lỗ thông tử có nghĩa nữ như ngươi, xem như phúc khí của hắn. Hắn xoay người nói, bà Vũ Kình, chúng ta đi thôi. Bà Vũ Kình vội vàng theo sát phía sau sắc mặt huyền hoa âm trầm bất định dường như rất không đồng ý quyết định của liễu phỉ yên nhưng cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào kỳ thắng phong cũng không ngăn cản kỳ thắng phong đưa mắt nhìn qua la thiên tay giơ lên lăng không đánh ra một đạo ấn quyết phành đạo ấn ký kia bay vào trong cơ thể la thiên trên người của hắn sinh ra hào quang kêu rên một tiếng khóe miệng chảy máu tươi ánh mắt la thiên lộ ra vẻ vui mừng vội nói đa tạ kỳ đại nhân kỳ thắng phong hừ một tiếng không quan tâm mọi người nên ngang rời đi ung dung nói lý vân tiêu ta chờ tin tức của ngươi. Siêu, một đạo quang mang bay tới, rơi vào trong tay Lý Vân Tiêu, đó là khối ngọc bài đưa tin. Nhìn qua Kỳ Thắng Phong cùng Bạc Vũ Kình rời đi, Lý Vân Tiêu cảm khái nói, Kỳ Thắng Phong cũng là một nhân vật. La Thiên cũng cảm khái, thở dài, chỉ là, đáng tiếc a, à, hắn lắc đầu liên tục. Chư Khả Vi nói, vừa biết rõ thân phận của hắn, ta thật sự giật mình, vốn ta cho rằng mình đủ già, không thể ngờ còn có già hơn. Hắc hắc, thiên đại có biến, yêu nghiệt hoành hành. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, mình trong giới thần bi còn có đồ cổ 20 vạn năm đấy, so già, ai già hơn bọn họ. Rất nhanh, kế chính đức đã chuẩn bị xong chiến hạm. Thành Vĩnh Tương mặc dù không phải chủ thành Đông vực, nhưng cũng là đại thành, không cần chiến hạm, người bình thường đi vài ngày chưa hẳn tới phủ thành chủ. Hắn cũng phát hiện đột nhiên thiếu đi hai người, nhưng cũng không có hỏi cái gì, những đại nhân trước mặt không phải phàm tục, căn bản không phải hắn có tư cách leo lên. Lý Vân Tiêu nói, chúng ta không muốn phức tạp, giả trang thành hạ nhân tinh nguyệt trai là được rồi. Chuyện này sao được? Kế chính đức đã giật mình trước khả vân nói không sao chúng ta chỉ muốn đi xem kẻ giả mạo lý vân tiêu hơn nữa phát động lực lượng các nơi tìm kiếm nguyệt đồng kế chính đức kinh ngạc nói vì sao đại nhân có thể khẳng định lý vân tiêu là giả mạo trước khả vân khua tay nói đến lúc đó ngươi sẽ biết rõ tuy trong lòng kế chính đức tràn đầy nghi vấn nhưng không dám hỏi nhiều chiến hạm nhanh chóng bay tới phủ thành chủ một đám hào quang kết giới bảo vệ nơi này không có tiếp tục tiến lên phía trước một gã võ giả lăng không bấm niệm pháp quyết thu chiến hạm lại mọi người bay xuống dùng kế chính đức cầm đầu đi vào phủ thành chủ thì ra là kế trưởng quầy mau mau mời vào trong trong phủ thành chủ vui tươi hớn hở răng đèn kết hoa người đến người đi như nước chảy trước cửa phủ có quà tặng chất thành đống cũng là một loại cố ý khoe khoang có võ giả cường đại bảo vệ bốn phía một lão giả áo bào đỏ nhìn qua kế chính đức trên mặt vui cười hớn hở chào đón tuy tinh nguyệt trai tại thành vĩnh tương thực lực chưa đủ nhưng dù sao thanh danh thật lớn uy vọng lan xa làm cho thế lực các nơi không dám khinh thường kế chính đức cũng bề bộn đáp lễ nói thì ra là Tống Hàm đại nhân tự mình đón khách. Tống Hàm cười nói, ha ha, bận quá bận quá á, nhân thủ không đủ. Còn có khách quý tới, không dám lãnh đạm, chính đức đại nhân mời vào trong. Sau lưng Tống Hàm là một tên sai vật, dẫn đường phía trước. Tống Hàm ngây ngốc nhìn đám người sau lưng kế chính đức, cảm giác tùy tùng cũng quá nhiều nha, hơn nữa dường như có cổ quái, có mấy lão đầu già nua đi tập tĩnh. Mọi người đi theo gã sai vật vào trong, xuyên qua mấy hành lang gấp khúc, đi tới nơi nhạc khí vui vẻ tiệc rượu bày trong sân rộng sớm có khách mới ngồi đầy hơn phân nửa đang ngồi hát ca ra ok yến khách chia làm mấy nơi có thể xuất hiện ở đây không ai không phải nhân vật nổi tiếng của thành vĩnh tương thần thức lý vân tiêu quét qua kinh ngạc phát hiện cũng có không ít cao thủ võ đế cao thủ đang ngồi ha ha chính đức đại nhân đã lâu không gặp thì ra đại nhân chuyên tâm đi làm từ thiện phần phẩm đức này ta không bằng kế chính đức vừa mới đi tới bàn của mình đã có người từ xa kêu lên án bàn ngồi bên trái cạnh cửa vào từ vị trí có thể thấy được trong mọi người, hắn có địa vị không cao với thành chủ, mà người la lên ngồi ở bên phải, hiển nhiên địa vị cao hơn hắn. Kế Chính Đức vụng trộm thấp giọng nói ra, người này là là hội trưởng Ngân Mã Thương hội Yến Tinh Hỏa. Hắn thấy mọi người vẻ mặt nghi hoặc, liền giải thích nói, Ngân Mã Thương hội tuy không nổi danh trên địa lục, nhưng ở thành Vĩnh Tương và thành trì gần đó rất có danh tiếng, rất nhiều sinh ý đều làm cùng với bảy đại thương hội. Sau khi hắn giải thích, lúc này mới nhìn Yến Tinh Hỏa ôm quyền nói, Tinh Hỏa đại nhân nói đùa, ta đâu có làm từ thiện gì bên ngoài đồn bậy sao? Yến Tinh Hỏa trợn mắt nói, không có làm từ thiện sao? Ta thấy sau lưng ngươi có nhiều lão đầu như vậy, còn tưởng rằng ngươi khai mở viện dưỡng lão, tê thế đường đấy, ha 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 ha. Hắn vừa cười lên làm người chung quanh cười theo, các loại ánh mắt mỉa mai ném tới. Thành Hồng Nguyệt ba lão dung nhan quá mức già nua, tăng thêm thương thế chưa lành, lộ ra bộ dáng tái nhợt dọa người, đúng là hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Kế chính đức lửa giận ngút trời, tức giận sắc mặt tái nhợt. Tinh Nguyệt trai nhanh chóng mở rộng ra, xác thực đắc tội rất nhiều thế lực, trong thành vĩnh tương này thực lực không có bao nhiêu lại càng dễ bị khinh bỉ chịu tội nhưng trừ kế chính đức tức giận ra đám người lý vân tiêu hoàn toàn thờ ơ vẫn ngồi phía sau ba lão càng nhắm mắt điều tức trong lòng kế chính đức hơi cả kinh thầm nghĩ mấy người này hàm dưỡng thật cao nếu là võ giả bình thường hơi có thực lực chỉ sợ đã sớm ra tay giết người nhưng mà nơi đây chính là phủ thành chủ thành vĩnh tương hơn phân nửa cường giả toàn thành tụ tập nơi này mặc dù bọn họ có tức giận cũng không dễ dàng bạo phát hắn lạnh lùng nói tinh nguyệt trai sinh ý tuy không làm lớn nhưng dưỡng lão vài người cũng đủ chờ chư vị phá sản ta cũng rất nguyện ý cho chư vị dưỡng lão đấy yến tinh hỏa cười không dứt lạnh giọng nói ừ phá sản kê chính đức ngươi thực cho rằng mình là vật gì vậy mà cũng có tư cách ngồi trên bàn tiệc sao nếu không phải tinh nguyệt trai ra đại nghiệp đại tại bắc vực còn có chút lực ảnh hưởng ngươi còn không có tư cách ngồi ở ghế cuối đâu kê chính đức cười lạnh nói đáng tiếc a à, chuyện trên đời không có nếu như tinh nguyệt trai cho dù tại thành vĩnh tương sinh ý hơi kém cũng là một trong bảy đại thương hội Ngân Mã Thương hội cho dù đủ châu, tại tổng bộ thương minh mới vào nội thành, có thể xếp trên 100 tên sao. Hừ, tinh hỏa đại nhân nói những lời này ta sẽ báo cáo, hy vọng tổng bộ sẽ không tới tìm đại nhân gây phiền toái. Sắc mặt Yến Tinh Hỏa đột biến, sau đó cười hắc hắc nói, chính đức đại nhân, ngươi dọa ai đó? Kẻ keo kiệt như ngươi, nếu báo cáo hữu dụng thì tổng bộ tinh nguyệt trai đã sớm phái người tới trợ giúp, hiện tại cũng chỉ là lão đầu hết ăn lại uống. Hôm nay thành chủ đại nhân gả ái nữ, ngươi tay không tới ăn uống sao? Kế chính đức lạnh lùng nói, bản thân mặc dù nghèo hiến cho thành chủ đại nhân hậu lễ đang chuẩn bị đưa lên không cần ngươi phiền lòng ha ha cái gọi là hậu lễ của ngươi không phải là mấy trăm khối trung phẩm nguyên thạch đấy chứ ha 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 yến tinh hỏa không kiêng nể gì cười ha hả trong mắt mang theo trò phúng và lãnh ý bên cạnh không ít thương nhân cùng quyền quý cũng phụ họa mỉa mai hoàn toàn là xem thường sắc mặt kế chính đức tái nhợt một người ngồi uống rượu giải sầu một bụng tức giận chứ khả vân thở dài như thế nào lăn lộn thảm như vậy tinh nguyệt trai mặc dù thành lập không lâu nhưng xem như danh chấn thiên hạ những tiểu thương hội này còn dám không nể tình kế chính đức khổ sở nói coi như cũng được nếu không có tên tuổi lớn hôm nay cái ghế ở đây cũng không có vị trí của ta có thể an bài tại đây xem như thành chủ nể tình chứ khả vân gật gật đầu nói ủy khuất ngươi chờ liên hệ với hàn quân tử ta thay ngươi nói một câu bảo hắn trọng điểm đến đỡ thành vĩnh tương bên này thực kế chính đức đột nhiên đại hỉ vội vàng nói đa tạ đại nhân trong lòng của hắn bành trướng không thôi không nói chào hỏi người đứng đầu cao nhất cho dù chào hỏi tổng phụ trách ở đông vực thời gian này của hắn cũng khổ tận cam lai hắn vội vàng hỏi đến bây giờ tiểu nhân còn không biết danh hào của đại nhân có thể cáo chi không chứ khả vân nói ngươi không cần biết rõ đúng đúng kê chính đức nhìn sắc mặt của nàng lạnh lùng cũng không dám hỏi lại nhưng mà nội tâm bất định không thôi khi thì hưng phấn khi thì kích động ngồi ở đó uống rượu vui vẻ tâm tình tốt hơn rất nhiều yến tinh hỏa ở xa xa phát giác được biểu lộ của hắn nhướng mày mắng câu bệnh tâm thần giọng của hắn không che giấu chút nào truyền vào trong tai của mọi người kế chính đức tức giận ném chén rượu toàn thân run rẩy lý vân tiêu vỗ vỗ bả vai hắn cười nói yên nào bình tĩnh chút ít hùng tại hạ ngược lại không có gì chỉ liên lụy chư vị bị khinh bỉ nhưng mà nơi đây ngàn vạn phải nhịn xuống ngàn vạn không thể xung đột với hắn nếu không cuối cùng vẫn là chúng ta thiệt thòi kế chính đức vẻ mặt tức giận nói yến tinh hỏa tại thành vĩnh tương xem như tám mặt lung linh tay có thể tới đây là nhờ vài phần mặt mũi của thành chủ hắn sở dĩ gây khó dễ cho ta chính là vì tinh nguyệt trai hiện tại là cái gai trong thịt của hắn hơn nữa chúng ta dần dần mở rộng sinh ý uy hiếp tới chủ nghiệp của ngân mã thương hội hắn vẫn muốn đuổi chúng ta đi lý vân tiêu giơ ngón tay cái lên khen có thể làm đối thủ sợ ngươi ngươi đã rất thành công tin tưởng đảo khách thành chủ hãnh diện cũng không xa kế chính đức sững sờ một chút thuận miệng nói chỉ mong dứt lời hắn lại uống rượu lý vân tiêu cười nhạt một tiếng ánh mắt nhìn quanh lại ngạc nhiên trên yến tiệc này hắn nhìn thấy người quen là hội trưởng Tử Vân Thương hội Cần Huyên. Cần Huyên vào lúc này thần thái đoan trang trang nhã, đang mặc quần áo trắng, hai đầu lông mày mang theo ưu sầu. Bên người có không ít võ giả đang vây quanh, nàng cũng chỉ cười cười lễ tiết, nhẹ nhàng mân mê cái miệng nhỏ. Lý Vân Tiêu nhẹ giọng hỏi, Tử Vân Thương hội tại thành Vĩnh Tương rất có địa vị sao? Kế Chính Đức nói, "Vâng, Tử Vân Thương hội bản thân thực lực cũng được, hơn nữa tại thành Vĩnh Tương là cứ điểm của Thiên Nguyên Thương hội. Thiên Nguyên Thương hội vốn ở thành Vĩnh Tương cũng không tệ, chẳng biết tại sao đoạn thời gian trước toàn bộ rút lui khỏi tất cả nghiệp vụ đều giao cho tử vân thương hội xử lý cho nên mới tạo thành tử vân thương hội tại đại khí thô thiên nguyên thương hội rút lui lý vân tiêu cả kinh nói đã xảy ra chuyện gì kế chính đức nói việc này ta cũng không rõ lắm đại nhân nếu muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ vẫn phải hỏi cần huyên hội trưởng lần này hôn lễ này nàng xuất hiện thật sự vượt quá ta đoán trước lý vân tiêu nói nàng ở thành vĩnh tương thành chủ gà nữ nàng dù thế nào cũng phải cho chút mặt mũi kế chính đức nói cũng đúng nhưng mà cần huyên hội trưởng ngày bình thường không dễ gặp như vậy trẻ tuổi lại xinh đẹp lại quyền thế ngập trời phú khả địch quốc là nữ nhân trong suy nghĩ của ngàn vạn nam nhân đại nhân nếu muốn quen nàng hiện tại là cơ hội tốt chờ tiệc tàn thì khó nói lý vân tiêu nói hiểu nhưng hắn vẫn thờ ơ đứng sau lưng kế chính đức không nói giống như người bình thường giống như cục đá ven đường cần huyên tiểu thư mấy ngày không gặp sao bộ dáng trở nên một lo lắng như vậy ta thật yêu tiếc một nam tử gương mặt tuấn mỹ mặt tươi cười chẳng biết lúc nào xuất hiện trước mặt của Cẩn Huyên. Nam tử ngũ quan rõ ràng, mặt như đao khắc, hai đầu lông mày tràn ngập khí phách, mặc trường bào bách thảo màu xanh, vẻ mặt tự tin cùng ung nhưng. Nam tử ung dung đong đưa quật giấy, bộ dáng chỉ điểm Giang Sơn, ung dung nói, không biết tại hạ có tư cách chải vuốt nếp nhăn trên chân mày Cẩn Huyên tiểu thư hay không. Sắc mặt Cẩn Huyên lúng túng, nhìn thấy người tới, lúc này cười cười, nói, thì ra là liên trường đại nhân. Nam tử khẽ cười nói, chuyện gì làm cho Cẩn Huyên tiểu thư xinh đẹp mặt ủ mày chau, ta thấy yêu tiếc cần huyên nghiêm mặt nói liên trường đại nhân chê cười gần đây thương hội quá lớn có chút khó ứng phó mà thôi a à, chỉ là chuyện thương hội sao liên trường thu quạt giấy cười nói ta gần đây có nghiên cứu về hoạt động của thương hội không bằng ta hảo hảo thảo luận đi hai gã thủ hạ lúc này mang ghế qua trực tiếp buông xuống bên người cần huyên hắn cũng không kiên kỵ ngồi xuống cần huyên biến sắc đứng dậy chỉ vào đối diện nói liên trường đại nhân ngươi ngồi bên kia liên trường khẽ cười nói một mình ta ngồi có chút không quen chẳng biết có thể cùng đối ẩm với Cẩn Huyên tiểu thư hay không, chúng ta cũng có thể tâm tình chuyện thương hội. Ta tin tưởng dùng năng lực của ta, đủ để giải quyết tất cả vấn đề đau đầu của Cẩn Huyên tiểu thư." Cẩn Huyên nói, "Ta hiện tại nhức đầu nhất chính là Liên Trường đại nhân ngươi, kính xin ngươi ngồi trở lại đi." Một tên hạ nhân sau lưng Liên Trường tức giận, "Cẩn Huyên tiểu thư, công tử nhà ta chính là Liên gia đại công tử, dùng thân phận bối cảnh của hắn, chẳng lẽ không đáng để tiểu thư cùng uống một chén hay sao? Tiểu thư cũng quá tự thanh cao rồi." Một gã hạ nhân khác lạnh lùng nói, "Hừ." tiểu thư nên suy nghĩ nhiều một chút nếu đắc tội với công tử nhà ta đây là chuyện khôn ngoan hay không liên trường biến sắc nổi giận nói hai nô tài các ngươi nói bậy bạ gì đó bổn công tử tuy ra thế thật lớn quyền thế ngập trời nhưng cũng không dùng thân phận áp người huống chi Cẩn huyên là tuyệt thế giai nhân há có thể đường đột hai cầu nô tài các ngươi còn không nhanh chóng xin lỗi sau đó cút đi diện bích đúng đúng hai người vội vàng nhìn qua Cẩn huyên xin lỗi còn tát vào mặt của mình bộ dáng cầu tha thứ liên trường nói cần huyên tiểu thư hạ nhân không hiểu chuyện có chỗ đắc tội muốn đánh muốn giết tùy người hai người nghe xong lập tức sợ tới mức bịch quỳ xuống dốc sức liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ cần huyên cảm thấy nội tâm vô lực phất phất tay nói tất cả đứng lên đi nhanh trở về chỗ cũ của mình yến hội cũng sắp bắt đầu tất cả mọi người đang nhìn qua như thế này quá mất phong phạm liên trường khẽ cười nói cần huyên tiểu thư nói đúng nội tâm của hắn đang cười lạnh mục đích của hắn là để đám người khác biết rõ cần huyên là thuộc về liên trường hắn nếu ai dám không có mắt động tâm tư như vậy sẽ thừa nhận lửa giận của liên gia hắn quả nhiên đám công tử ca lén phén bên cạnh cần huyên lúc này sắc mặt khó nhìn liên trường cười lạnh một tiếng liền nói hai cầu nô tài các ngươi còn không nhanh bằng ghế trở về đúng đúng hai người kia run rẩy vội vàng nâng ghế trở về vị trí của liên trường cực kỳ gần phía trước khoảng chừng chỉ dưới chủ tọa có thể thấy cực kỳ tôn quý huyền hoa bắt lấy lý vân tiêu cười quái dị nói tình địch của người lý vân tiêu mặt đầy hắc tuyến nói tình địch cái đầu ngươi các ngươi cả nhà đều là tình địch kế chính đức sắc mặt biến hóa dùng tay che miệng vụng trộm nói ra mấy vị đại nhân ngàn vạn cẩn thận tuyệt đối không thể chọc lên trường thân phận và bối cảnh của hắn hù chết người không cẩn thận sẽ chọc họa sát thân lý vân tiêu ngoảnh mặt làm ngơ lời này hoàn toàn không có để vào trong lòng huyền hoa cười quái dị nói a không biết lai lịch người này ra sao nói nghe một chút cũng để chúng ta cẩn thận một hai miễn cho trong lúc vô tình đắc tội người ta bị giết tận hang ổ chứ khả vi lạnh nhạt nói hắn họ liên đoán chừng là đông vực tam thành liên gia đúng vậy sắc mặt kế chính đức ngưng trọng nói liên gia tại đông vực thế lực thật lớn trực tiếp chiếm cứ tài nguyên ba tòa thành hơn nữa giao hữu cực lớn thế lực có thể nói trải rộng cả đông vực trừ thành hồng nguyệt siêu cấp thế lực ra liên gia tuyệt đối là thế gia cường đại đếm được trên đầu ngón tay Chữ khả vi nói đúng thế trừ thành hồng nguyệt không đề cập tới liên gia có thể đứng top 10 đông vực kế chính đức nhìn qua chữ khả vi nói xem ra vị đại nhân này rất hiểu phân bố thế lực đông vực Tuy ta biết rõ chư vị đại nhân có lịch bất phàm, nhưng Cường Long không áp địa đầu xà, Thành Vĩnh Tương rất nhiều thế lực là cấp dưới của Liên gia. Chư khả vi nói, thân là Liên gia đại công tử, Liên Trường xem như nhân vật số má, chỉ cần không làm ra phiền toái lớn, tương lai sẽ có một chỗ ở Đông vực, hy vọng hắn vận khí tốt. Ha ha, ta thấy mơ hồ, Huyền Hoa cười nói, ta xem sắc mặt người này cực kém, ấn đường biến thành màu đen, mang theo khí như cho tàn, hơn phân nửa sẽ gặp nạn. Kế Chính Đức đã giật mình, vội vàng vung vẩy lấy hai tay nói đại nhân ngàn vạn chớ nói lung tung nơi này ngư long hỗn tạp tai mắt rất nhiều nếu lọt vào trong tay liên công tử thật sự là thiên đại phiền toái mặc dù là tình huyệt trai cũng không áp nổi rắn rít địa phương hắn sợ không nhẹ sắc mặt trắng bệch chữ khả vân khẽ cười nói huyền hoa đại nhân cũng đừng dọa hắn kế chính đức liên tục gật đầu bộ Giang hãi hùng hắn đột nhiên cảm thấy cái tên huyền hoa này có phần quen thuộc nhưng mà không nhớ nghe được ở đâu liên trường công tử không chỉ có bối cảnh kinh người hơn nữa thiên phú cực cao thuật võ song tu thuật đạo cùng võ đạo sư thừa la lịch cũng thật lớn kế chính đức dường như nói nghiện dứt khoát nói hết sư phó thuật đạo của hắn tại đông vực này cũng không nhỏ là hoàng dương đại sư hoàng dương đại sư đã sớm là bát tinh đỉnh phong thuật đạo đại sư tục truyền gần đây đột phá đến cửu giai cũng không biết thiệt giả nhưng mà ta thấy hơn phân nửa là thật chứ khả vân nói hoàng dương người này ta cũng nghe qua ngươi từ đâu biết hắn đột phá lên cửu giai dù sao cửu giai thuật luyện sư cho dù là người nào cũng là phong vân một cõi Mặc dù bọn họ là cường giả tuyệt thế, cũng phải lễ nhượng ba phần. Kế Chính Đức nói, bởi vì sư tôn Hoàng Dương đại sư chính là La Thiên đại thuật luyện sư mà thiên hạ kính ngưỡng, dùng khả năng của La Thiên đại thuật luyện sư, trợ giúp đệ tử của mình đột phá đến cửu giai thuật đạo chưa hẳn là chuyện khó gì. Tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên, quay đầu nhìn qua La Thiên, ngay cả Thành Hồng Nguyệt ba lão cũng mở mắt ra. La Thiên đầu đầy mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói, Hoàng Dương xác thực đã đột phá đến cửu giai, ngay trước khi ta đi Thành Hồng Nguyệt không lâu, ngươi phân tích tuy không có đúng hết, nhưng kết quả là đúng nhưng mà tên đệ tử này ở đây ta là thật không biết kế chính đức sững sờ lập tức giật mình nói quả nhiên bát giai thuật luyện sư tuy cũng là nhân vật phong vân nhưng so sánh với cửu giai hoàn toàn là hai tầng thứ liên trường hậu trường càng cứng rắn chư vị ngàn vạn đừng chọc hắn hắn nói hai chữ ngàn vạn trong nội tâm kiên kỵ thật sâu la thiên cảm thụ ánh mắt cổ quái của mọi người đầu đầy mồ hôi lạnh không ngừng dùng khăn lau mồ hôi khâu mục kiệt cười một tiếng nói sư phụ võ đạo của tiểu tử kia là ai cũng là cường giả đương thời. Kế Chính Đức nói, sư phó võ đạo của Liên Trường công tử là Thành Hồng Nguyệt Nghị sự trưởng lão Phó Nghi Xuân đại nhân, không chỉ uy vọng cực cao, hơn nữa bản thân cũng là cường giả cửu tinh võ đế, danh chấn thiên hạ. Ba lão gương mặt run rẩy không dứt, dường như cũng đổ mồ hôi lạnh. Chư khả vi nói, Phó Nghi Xuân người này tuy mục nát một ít, nhưng người này vẫn không tệ. Chi, Kế Chính Đức sợ tới mức hít khí lạnh, nói, ngàn vạn chớ nói lung tung a, à, chư vị đại nhân, ta cũng không muốn bị các người hại chết hắn sợ tới mức khóc ròng, cảm giác ánh mắt chung quanh nhìn qua, lời nói đại nghịch bất đạo này mà truyền vào tai liên trường, sợ rằng phân bộ tinh nguyệt trai không thể mở tiếp. chữ khả vân nhìn bộ dáng của hắn phát run, nội tâm buồn cười nhưng vẫn an ủi hắn nói yên tâm đi, chúng ta không nói. như thế rất tốt, như thế rất tốt. kế chính đức vội vàng ngậm miệng lại, kiên quyết không nói thêm cái gì, sợ lại chọc ra lời bừa bãi, chọc họa sát thân. huyền hoa cười hì hì đối với lý vân tiêu nói lần này phiền toái, tinh địch của ngươi địa vị rất lớn nha lý vân tiêu mặt đen lên nói ngươi lại nói lung tung ngươi hôm nay chết chắc ha 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 huyền hoa nhịn không được cười ha hả dường như còn muốn nói gì nữa thấy ánh mắt lạnh như băng lý vân tiêu lập tức vội vàng che miệng cười trộm lúc này tiếng nhạc nổi lên tiếng chúc mừng và tiếng pháo nổ đùng đùng vang lên không dứt đinh tai nhức óc dường như tiệc cưới bắt đầu ngoài vườn có một đám người đi vào trong tiếng nhạc cao vút tất cả đều tươi cười trên bầu trời có hoa tươi đủ mùi hương bay rơi xuống lão giả cầm đầu cười không ngậm miệng được không ngừng cảm tạ lời chúc mừng chung quanh. Chính là thành chủ Tống Quang, hắn đi tới ghế của mình, không ngừng chào hỏi mọi người, nói, đa tạ chư vị cổ động, Tống Quang vô cùng cảm kích. Hôm nay kính xin các khách quý tận hứng chè chén.